Xin chào các bạn, Mazda 3 2019 chính thức được hãng xe hơi Nhật Bản ra mắt trong thời gian triển lãm Los Angeles Auto Show 2019 mới diễn ra. Mẫu xe này là phiên bản cải tiến của mẫu Kai Concept ra mắt tại Tokyo Auto Show năm ngoái, với các thông số kích thước có một chút thay đổi. Tại Mỹ, chiếc xe này đang được bán với giá khởi điểm 21.000 đô la, tương đương với 488 triệu đồng Việt Nam. Về ngoại thất, theo công bố từ phía nhà sản xuất, thông số kỹ thuật của phiên bản hatchback, xe có chiều dài 4m459, rộng 1m797 và cao 1m440. Về chiều dài và chiều rộng gần như không thay đổi, trong lúc chiều cao nó giảm đi 10mm so với thế hệ tiền nhiệm. Còn đối với bản sedan, nó có chiều dài 4m662, dài hơn 82mm, rộng 1m797, rộng hơn 2mm và chiều cao 1m445, cao hơn 5mm. Cả hai đều có chiều dài trục cơ sở 2m725, dài hơn 25mm so với thế hệ cũ. Có thể nhận ra sự thay đổi lớn nhất và là điểm nhấn cho Mazda 3 lần này là phần đèn pha phía trước mỏng hơn, với thanh chrome nằm dưới đèn pha, phong cách của đàn anh Mazda 6. Mazda 3 mới mang thiết kế theo phong cách tối giản, với phần lưới tản nhiệt tạo hình đôi khá lạ mắt, trong khi kết nối giữa phần đèn pha tròn và lưới tản nhiệt là dải LED, vừa định vị ban ngày vừa là tích hợp xi nhan. Các thanh ngang song song của lưới tản nhiệt này đã bị lược bỏ, đem lại bộ mặt lưới tản nhiệt tổ ong theo phong cách 3D, trông đẹp hơn hẳn. Với ngôn ngữ thiết kế Kodo mới, thân xe được uốn mềm mại chứ không còn những đường dập nổi. Với thiết kế mới này, thân xe tạo sự tương phản ánh sáng ở các góc nhìn khác nhau, tạo nên giá trị thẩm mỹ rất lớn. Đuôi xe với đèn hậu dạng tròn tích hợp đèn báo rẽ trông thực sự sắc sảo. Với cặp đèn đôi này, một nét thiết kế tương đồng như những chiếc Ferrari. Mẫu xe hạng C của Mazda thay đổi toàn diện từ thiết kế khung gầm cho đến động cơ Skiatic X. Hệ thống khung được sử dụng thép cứng hơn nhiều cho thân xe cứng vững, ít biến dạng khi có va chạm. Về nội thất, điểm đáng chú ý là cột xe lớn được giữ nguyên từ bản Concept. Bên cạnh đó, xe cũng có một thay đổi bên trong khoang cabin, với trang bị màn hình cảm ứng 8.8 inch siêu lớn hướng về phía người lái. Màn hình này được điều chỉnh bằng núm xoay thay vì cảm ứng, với mục đích tránh sự phân tán của người lái, đồng thời thuận tiện trong việc điều khiển. Ghế xe được bọc nỉ ở phiên bản thường, ở phiên bản cao được bọc da cao cấp. Táp lô và bị tỉ tay được bọc da khá tinh tế. Theo tạp chí Mototrend thì chất lượng hoàn thiện nội thất của Mazda 3 tốt hơn các xe cùng phân khúc và tiệm cận các xe hạng sang. Xe được trang bị hệ thống loa tiêu chuẩn hoặc hệ thống loa của Bose tạo âm thanh vòm cao cấp. Xe cũng được trang bị hệ thống quan sát sự mệt mỏi của người lái để tự động phanh khi có dấu hiệu buồn ngủ hay là mất tập trung. Về vận hành, về hệ động lực, Mazda 3 2019 được trang bị nhiều tùy chọn động cơ khác nhau tùy thuộc vào từng vùng. Tại thị trường Mỹ, Mazda 3 2019 chỉ được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 4 xi lanh 2.5 lít sản sinh công suất 186 mã lực và moment xoắn 252 Nm. Động cơ này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 7,3 giây và đạt tốc độ tối đa 209 km/h. Loại động cơ này cũng được trang bị cho CX-5 và Mazda 6, nhưng trên Mazda 3 cho ra công suất nhỉnh hơn một chút. Đây cũng là lần đầu tiên Mazda 3 được trang bị tùy chọn hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, đem lại khả năng vận hành vượt trội. Một điều đáng khen nữa của Mazda 3 2019 là tiếng ồn và sự rung lắc trong xe đã được cải thiện. Điều này xuất phát từ việc xe được trang bị hệ thống treo mới phía sau, dùng loại thiết lập chùm xoắn thay vì đa liên kết kiểu trước đây, giúp tăng 78% độ cứng xoắn, cải tiến chất lượng tổng thể của xe khi vận hành. Các vật liệu liên kết mới như ống lót trong cấu trúc của thân xe cũng làm giúp cho giảm tiếng ồn trên đường và âm phát ra từ sàn xe. Mazda cũng trang bị cho mẫu xe này hệ thống dẫn động 4 bánh iActix cải tiến đi kèm với hệ thống hỗ trợ kiểm soát gia tốc G-Vectronic Control Plus. Tương tự như CX-5 2019, phiên bản 2019 là phiên bản đầu tiên Mazda 3 được trang bị hệ dẫn động 4 bánh. Ngoài ra, Mazda 3 cũng được trang bị hệ thống treo kiểu thanh rằng MacPherson ở phía trước và dạng thanh xoắn cải tiến ở phía sau. Đây là hệ thống treo kiểu mới trên một chiếc Mazda. Mazda 3 2019 là phiên bản duy nhất từ trước đến nay của hãng Mazda được nâng cấp cài đặt thêm hệ thống Skiatic X. Đây là công nghệ giúp động cơ nổ mà không cần buji cho động cơ xăng, với tên gọi HCCI. Các kỹ sư của hãng cho biết đây là công nghệ xi lanh tăng tỷ số nén lên tới 18:1, tính toán tại thời điểm phun xăng hỗn hợp chế hòa khí nhiên liệu tối ưu kích nổ mà không cần buri châm lửa. Tuy nhiên, chưa thể lý tưởng hóa động cơ xăng như diesel vì trong một số trường hợp vẫn cần tới sự xuất hiện của buji. Vì vậy, mỗi xi lanh được gắn một buji đánh lửa khi cần, theo tính toán của bộ điều khiển. Hệ thống được gọi là khởi động kiểm soát đánh lửa SCIC.
Suzuki Arctic X mang kỳ vọng giúp động cơ xăng tăng sức mạnh lên 20-30%, tiết kiệm nhiên liệu như một động cơ diesel tương đương, đồng thời tiết kiệm hơn động cơ xăng thế hệ trước 35-45%. Phiên bản thương mại nhiều khả năng được áp dụng tiêu chuẩn cho phiên bản Mazda 3 2019. Bên cạnh động cơ mới, 2019 cũng là thời điểm mà Mazda sẽ giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Kodo Design 2, khung xe mới Sky Arctic Body và chassis thế hệ thứ 2 cũng như công nghệ kết nối Mazda Connect mới. Trong phân khúc sedan hạng C, Mazda 3 với phiên bản nâng cấp 2019 nổi bật hơn các đối thủ Kia Cerato, Hyundai Elantra và Corolla Altis. Chắc chắn đây là một trong những chiếc xe được săn đón nhất tại thị trường Việt Nam khi ra mắt. Video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy rung chuông đăng ký ủng hộ kênh nhé.